Đến chiều 12 tháng 8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Châu đã khám nghiệm xong hiện trường, bàn giao thi thể hai nam thanh niên bị đâm chết trong vụ hỗn chiến vào trạng sáng cùng ngày cho gia đình mai táng. Danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là H, 18 tuổi và S, 17 tuổi, đều ngụ tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu. Lực lượng công an đang lấy lời khai nghi phạm Lữ Văn Khánh, 19 tuổi, ngụ xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu để làm rõ nguyên nhân vụ án. Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 12 tháng 8, tại cầu treo bản Lâm Hội, xã Châu Hội, xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên xã Châu Nga và Châu Hội. Hậu quả làm hai người chết tại chỗ và hai người khác bị thương. Lực lượng công an bước đầu làm rõ, 8 nghi phạm đều trú tại xã Châu Hội, tham gia đánh nhóm thanh niên xã Châu Nga. Trong đó, nghi phạm Khánh được xác định là người dùng dao nhọn đâm làm hai người chết và hai người bị thương. Sau khi gây án, Khánh đã bỏ trốn và bị bắt giữ khi đang lẫn trốn cách hiện trường gần 10 km.